Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh học nghề laptop. Và đây là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 Star 2018 các bạn ha. Và tình trạng của máy hiện đang là không nhận sạc ha, và mình ghim sạc cho nó báo độ ẩm các bạn ha. Giống như là máy đã có mình nó để nước hoặc là có thể nó bị hấp hơi nước các bạn, nên nó không có nhận sạc và nó sẽ báo sạc. Giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ ghim sạc luôn. Đây nó vẫn nhận sấm sét bình thường các bạn, nhưng nó sẽ báo là cái biểu tượng giọt nước, tức là nó báo độ ẩm. Tất cả các dòng Samsung nó đều báo các bạn. Và khách có mang tới cửa hàng của mình là 109 Nguyễn Hữu Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và cách khắc phục là tí nữa là mình sẽ bắt buộc mình sẽ tháo máy ra để mình thay vào đó là một cái con IC tụ ở trong để nó báo sạc nè bạn. Đây nó báo nhiệt độ nè, giờ mình rút ra các bạn ha, nó báo nhiệt độ. Cách khắc phục mình sẽ tí nữa là mình sẽ tháo ra. Bây giờ là việc tiến hành là tháo, là mình sẽ tháo cái mặt kính lưng ra trước. Đây là dòng Samsung Galaxy A8 Star 2018 các bạn, dòng này là cũng một thời hồi đó. Giờ mình sẽ tiến hành là mình tháo, và cái nắp của khách hiện nó đang bể nè, thì bể hết nè, và khách cũng đã kêu mình thay vào đó là một cái nắp mới. Và đây là vẫn là một cái nắp mới luôn các bạn ha, và nắp zin mới. Đây tí nữa là mình sẽ tiến hành mình xử lý về cái chân sạc trước, và mình sẽ thay vào đó là một cái nắp kính lưng mới luôn các bạn. Giờ là tại cái nắp thì nó đã hở rồi, giờ mình chỉ việc là mình tách là nó ra luôn nè các bạn. Đây ha, mình tách lên. Đây mình giữ lại cái cụm kính cam ha. Đây tí nữa mình sẽ lắp vào cái mặt kính mới. Việc đầu tiên là mình sẽ bắt buộc sẽ tháo hết tất cả những con ốc ở trên vị trí và găng tay. Giờ mình sẽ tiến hành là mình tháo luôn các bạn. Cách hầu như các dòng Samsung mà mình để độ ẩm á, là nó sẽ hiện nó sẽ báo liền. Cái dòng mình nói chung là mấy cái dòng Samsung bây giờ đây, nó có ngay cái chỗ cái chân sạc ở dưới nè bạn ha. Cái chân ở dưới nó có một cái như là một con chip để nó báo nhiệt các bạn. Khi mà mình máy mình nóng quá nó cũng vẫn báo. Giờ mình sẽ tiến hành là mình tháo ra ha. Đây, và mình tháo những con ốc cuối cùng nè các bạn, để mình lấy cái khung sườn ra ha. Mọi thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số đó là 0922 422 và 422. Và địa chỉ cửa hàng của mình là 159 Nguyễn Hữu Sơn, phường 4, Gò Vấp. Và cái video này nhằm mục đích là mình cũng chia sẻ về cái kinh nghiệm mình biết sơ sơ các bạn ha, để cho các bạn có thể sau này mình có những cái máy của mình có gặp trường hợp như thế này á, mà mình có thể mang ra mình xử lý cho nó dễ. Và sau khi mình đã tháo được cái hết tất cả ốc ra các bạn, thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ lấy cái nắp lên đây ha, cái khung sườn nó cũng dễ lấy lắm các bạn ha, nó không phải gì. Nó nhờ cái sườn bám này, nó chỉ là nhờ ốc nó cố định lại. Giờ mình chỉ được rồi mình lấy ra, rồi mình chỉ được lắc nhẹ nhẹ ra nè các bạn ha. Và đây giờ là mình đã lấy ra được cái khung sườn của nó đây, rồi mình để qua bên ha. Giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ cách ly cái nguồn pin này ra, và cái nguyên nhân mà nó không nhận sạc và nó báo sạc là nằm ở đây các bạn ha. Giờ mình sẽ tiến hành là mình xử lý về cái khâu mấy cái con tự trên đây, thì mình sẽ tháo ra hết 1, 2, 3 và 4 con ốc trên đây để mình lấy cái men bo sạc lên. Để mình lấy được cái bo sạc của máy ra, thì bắt buộc mình sẽ tháo những con ốc chặn đây, 1, 2, 3 và 4 ốc các bạn. Đây, tháo ra. Rồi đây cái tên sóng này tháo ra luôn. Và các bạn lưu ý là nhớ ở dưới này nó có một cái socket của bo men lên nè các bạn thấy không ha, mình cũng được nhắc cái men nhẹ lên. Đây. Sau đó là mình chỉ việc là mình lấy ra đây ha, mình sẽ để máy qua bên. Và cái nguyên nhân nó báo sạc và cái nguyên nhân nó có một cái con tụ trên đây các bạn ha. Đây giờ mình sẽ tiến hành là mình chỉ việc là mình lấy một cây nhíp
Đây trên đây nó ha, nó có một hai những cái con tụ con trên đây nè. Mình chỉ việc là mình bẻ một trong hai con mà ngay cái đầu chân cục to trên đây các bạn ha, để mình zoom ra tí nữa cho mình dễ nhìn thấy chút. Đây là nó sẽ tí nữa là mình ghim vào có thể là nó sẽ không báo nữa và vẫn nhận sạc bình thường các bạn ha. Đây có nó có một con tụ con của Tâm đây, mình chỉ việc cò cho nó ra. Để mình lấy cái tên bắt sống rồi bắt sống này ra. Mình sống này, để ăn bơ. Đây là mình sẽ tiến hành là mình cò để mình lấy ra luôn các bạn ha. Này nó cũng đơn giản thôi. Để mình zoom ra một tí cho để mình dễ thấy tiếp. Và mình lấy ra được nè các bạn ha, rồi mình sẽ cho bạn thấy đây. Đây là cái con tụ nhỏ xíu trên cái chân ở chân báo đây. Này rất có thể khó thấy quá ha. Giờ mình sẽ tiến hành là mình bỏ. Giờ mình sẽ lắp lại vào như vị trí ban đầu ha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình gắn lại hai cái sợi tem đây các bạn ha. Và vẫn lắp vào vị trí như ban đầu. Lắp trước khi và sau đó là mình sẽ gắn cái socket bo của chân sạc lên vô trong cái main bo tổng là main bo trên này nè, thì cho mình lắp vào. Và sau khi mình đã gắn vô rồi các bạn ha, giờ mình sẽ tiến hành là mình ghim sạc để mình test. Đây mình ghim vào ha, coi nó còn báo độ ẩm không các bạn. Đây mình đợi một lúc ha, rồi vẫn nhận sạc bình thường ra. Và quan trọng là nó còn báo cái dấu hiệu sấm sét giống như là hoặc là nhiệt độ hoặc là giọt nước ha, nó đang hiển thị phần trăm pin đây, tức là ok các bạn ha. Và video của mình sẽ cũng xin kết thúc tại đây. Giờ mình việc là mình sẽ ráp vào mình như lúc đầu mình tháo ha. Và mọi thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số đó là 0922 422 và 422. Và địa chỉ cửa hàng của mình là 159 Nguyễn Sơn, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây mình đã mở nguồn lên các bạn ha, nó không còn báo nhiệt độ nữa. Và mọi thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp số 0922 422 và 422. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video và clip tiếp theo.